Âm Thịnh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Vâng, hôm nay trong ngày 20 tháng 8 năm 2018, cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh xin test hai sản phẩm gửi một vị khách hàng có địa chỉ tại thành phố Hà Nội. Vâng, thứ nhất là một cặp loa Onkyo D77 mặt màu đen. Vâng, sản phẩm thứ hai là một chiếc âm ly Sansui 707 được cát. Vâng, mọi chi tiết về tất cả các sản phẩm, quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm Thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm Thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, cặp loa Onkyo mới về ngày hôm qua. Vâng, có một vị khách đã điện đặt hàng ngay. Vâng, cặp loa còn khá là đẹp. Vâng, thùng vách vẫn còn vuông thành sắc cạnh. Vâng, một chiếc âm ly Sansui 707 nhờ cát hồi gỗ chỉ vàng. Vâng, cặp loa được sử dụng 3 đường tiếng, 1 bát 30, màng carbon, gân mút, trung đôm, chép đôm. Vâng, khi được phối ghép với một chiếc âm ly Sansui 707 nhờ cát có chất âm rất tuyệt vời. Vâng, hai sản phẩm của ngày hôm nay Âm Thanh Đức Hạnh xin tiếp gửi một vị khách hàng có địa chỉ như sau. Vâng, xin tiếp gửi anh Đỗ Vũ Hiệp, địa chỉ là khu đô thị Sa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội. Vâng, cửa hàng cảm ơn anh Hiệp rất nhiều, anh đã luôn đặt niềm tin bên cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh và lựa chọn cho mình những sản phẩm mà anh yêu thích. Onkyo D77 có giá trên 10 triệu và một chiếc Omni Sansui 707 Tercat cũng có giá trên 10 triệu đồng. Vâng, sau đây mời quý vị và các bạn cùng vào thẩm âm sản phẩm như trước mắt quý vị và các bạn đây. Vâng, xin mời anh Hiệp cùng vào thẩm âm sản phẩm của mình bên cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh cung cấp. Vâng, Âm Thanh Đức Hạnh xin dừng clip tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của Âm Thanh Đức Hạnh. Vâng, Âm Thanh Đức Hạnh cũng chỉ làm một clip ngắn và test những sản phẩm trước khi gửi những vị khách hàng. Vâng, tất cả các sản phẩm thì vẫn hoạt động rất bình thường. Vâng, cặp loa còn rất là đẹp. Vâng, Âm Thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.